Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh thông tin Muối Men Cho Đời của Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường. Tôi là Giuse Nguyễn Văn Quýnh. Đồng hành với tôi hôm nay có MC Maria Bùi Ngọc Diễm Thanh. Con xin chào thầy. Và xin chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi có buổi tọa đàm về việc lần chuỗi mân côi và lần chuỗi mân côi sống. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Mỗi nhà thờ hay mỗi gia đình Công giáo đều có ảnh tượng Đức Mẹ. Hơn nữa, ngoài ảnh tượng Đức Mẹ được đặt trong nhà thờ, nhiều nơi còn có đài Đức Mẹ ở khuôn viên nhà thờ hay trên núi đồi của các điểm truyền giáo. Lịch phụng vụ của giáo hội cũng có rất nhiều lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ Đức Mẹ. Trong những lễ kính Đức Mẹ thì có lễ mân côi được mừng kính một cách đặc biệt. Tại sao mẹ Maria lại được giáo hội nói chung và các tín hữu nói riêng tôn kính một cách đặc biệt như vậy? Thưa, vì Đức Mẹ có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của giáo hội và trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong các việc đạo đức bình dân, thiết nghĩ mỗi lần chuỗi mân côi là một việc có giá trị nhất. Vì sao kính thưa quý vị? Vì khi lần chuỗi mân côi là ta được cùng với mẹ hiệp thông với Chúa Kitô con của mẹ trong chương trình cứu độ và trong hành trình thập giá. Đặc biệt, trong việc lần chuỗi mân côi, còn có lần chuỗi mân côi sống. Đây là một phương thế sống động nhất để mọi tín hữu hiệp thông với nhau và cùng với Đức Mẹ cộng tác chặt chẽ vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua con của mẹ là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chuỗi mân côi sống, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ đặc biệt Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phú Cường. Và ông Giuse Nguyễn Văn Thu là thư ký hội đồng mục vụ giáo xứ Bà Trà. Ông Francisco Xavier Kiều Di Đức là trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ cấp giáo phận Phú Cường, kiêm trưởng ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ chánh tòa Phú Cường. Kính thưa Đức cha, cái việc lần chuỗi mân côi nói chung và việc lần chuỗi mân côi sống nói riêng có những cái điểm chung và những điểm khác nhau như thế nào? Xin cha, Đức cha vui lòng cho chúng hướng dẫn cho chúng con được biết cái điểm đặc biệt đó. Như chúng ta biết rằng cái lần chuỗi mân côi thì nó có một cái nét chung đó là trong đó chúng ta thấy nổi bật là chúng ta cùng tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa Cha với lời kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy, rồi chúng ta cũng ca ngợi và cầu xin Đức Mẹ với lời kinh kính mừng, và đồng thời chúng ta cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi với lời kinh sáng danh. Đặc biệt trong chuỗi mân côi đó là cùng suy gẫm những mầu nhiệm của đời Chúa, Chúa Giêsu trên hành trình Ngài từ trời xuống thế để cứu độ nhân loại và rồi Ngài lên trời vinh hiển. Và suy gẫm vậy tức là chúng ta suy gẫm những mầu nhiệm mùa vui, mùa sáng, mùa thương, mùa mừng để chiêm ngắm những tâm tình hiệp thông của Đức Maria đối với Chúa Giêsu và đối với cả Thánh Ý Thiên Chúa nữa. Đồng thời qua đó chúng ta cũng xin Đức Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta trên hành trình dương thế này. Đây là một phương thế cầu nguyện rất là hiệu nghiệm, giúp chúng ta theo gương mẹ và nhờ mẹ chống lại ba thù, tức là ma quỷ, thế gian và xác thịt, để sống trong tình yêu của Chúa. Một cái cách sống liên kết với Chúa và hiệp thông với nhau trong tình yêu và lời cầu nguyện hàng ngày. Đó là cái điểm chung. Còn cái điểm khác á, thì ở đây với việc lần chuỗi mân côi sống thì hướng chúng ta đến một cái sự hiệp thông tích cực hơn. Và thực từ thế kỷ thứ 19 thì có một phụ nữ là Pauline Jaricot, một phụ nữ người Pháp đã có sáng kiến về việc lần chuỗi mân côi này. Cô khởi xướng một cái phong trào quy tụ khoảng 15 người, các thành viên gồm đủ hạng người, tốt có, tầm thường cũng có, hoặc chỉ cần có thiện chí thôi. Và Pauline đã lý luận rằng có 15 cục than hồng
15 cục than và duy nhất có một cục than hồng thôi, 3-4 cục thì nó cháy nửa vời, còn số khác thì nằm im lìm. Nhưng mà rồi khi để chung tất cả 15 cục than lại với nhau, chúng trở thành một nhóm lửa rực sáng. Đó là cái ý tưởng nồng cốt khiến bà đã khai sinh ra phong trào chuỗi mân côi sống vào năm 1826. Và với 15 thành viên đó chia nhau 15 màu nhiệm, lúc đó có 15 thôi, 15 màu nhiệm: mùa vui, mùa thương, mùa mừng. Rồi mỗi thành viên đọc một chục kinh mân côi với tâm niệm là một người làm và với và cho từng người, và tất cả đều làm, một người làm với và cho tất cả, và tất cả làm với và cho từng người. Nghĩa là tuy mỗi người chỉ đọc một chục kinh và suy gẫm một màu nhiệm thôi, nhưng mà trong sự hiệp thông thì họ chung hưởng ân phúc của cả chuỗi 150 và 15 người cùng cầu nguyện với mình. Rồi mỗi thành viên tiên khởi có nhiệm vụ cổ động thêm 5 thành viên khác cho 5 màu nhiệm của mùa vui hoặc mùa thương hoặc mùa mừng. Rồi đến phiên mình thì các thành viên này lại cổ động thêm mỗi người 5 thành viên nữa. Và cứ thế cái vòng xích của chuỗi mân côi, chuỗi mân côi sống đó, tăng mãi, vượt ra khỏi cái ranh giới của nước Pháp và sang cả những nước của Âu Châu. Hôm nay đến mình nữa. Lần chuỗi mân côi sống như thế nó vừa nhẹ nhàng, vừa mang lại hiệu quả dồi dào, phong phú nhờ tình hiệp thông liên kết với nhau. Và chúng ta vừa được nối kết với Chúa, vừa nối kết với nhau trong tình huynh đệ sống động. Dạ, chúng con xin cảm ơn những lời chia sẻ quý báu của Đức Cha. Đến với chương trình hôm nay thì có hai vị, đó là chú Thu và chú Đức. Hai vị này cùng nằm trong ban hội đồng mục vụ của giáo xứ. Con chào hai chú. Tháng 10 năm nay của chúng ta đó là tháng mân côi. Không biết là cái việc lần chuỗi mân côi ở giáo xứ của các chú, cũng như là điều đặc biệt là lần chuỗi mân côi tại nhà, không khí của nó ra sao ạ? Con xin hai chú cùng chia sẻ cho quý vị ở đây cũng như là quý vị đang xem đài được biết ạ. Con chào Đức Cha. Thưa Đức Cha cũng như các bác trong hội đồng mục vụ, riêng giáo xứ con là một giáo xứ di dân, được rất nhiều các bạn từ các nơi trên mọi miền đất nước đều về. Và hiện tại cha xứ chúng con cũng thường kêu gọi mọi người thường xuyên đọc kinh lần chuỗi. Tất cả các bạn, có thể là có những người đã có nhà thì lần chuỗi ở nhà, cũng những bạn có ở nhà trọ thì cùng nhau gọi là chia sẻ là lần chuỗi trong các giới trẻ của giáo xứ. Giống như hiện tại cái bầu không khí mà đọc kinh để cầu nguyện dâng cho Đức Mẹ thì hầu như diễn ra hàng tuần, mỗi một tháng có thể là cái như đi vào như giáo khu của chúng con thì con thấy là cứ vào thứ tư, tối thứ tư hàng tuần là mọi người đều đọc kinh. Và một giáo khu nữa thì một cả tối thứ hai và tối thứ năm thì cũng thường xuyên là coi như tới các nhà liên gia để mà đọc kinh cho nhau, cầu nguyện cho nhau. Đó là những cái bầu không khí mà con thấy, nhất là trong tháng 10 này thì còn rộn ràng hơn trong cái vấn đề mà lần chuỗi mân côi nữa. Còn chú Đức thì sao ạ? Ở giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường thì việc lần chuỗi mân côi theo như tập tục thì nó được thực hiện hàng ngày ở trong thánh lễ buổi, trước thánh lễ buổi sáng và trước thánh lễ buổi chiều. Ngoài ra thì trong tháng mân côi thì cha sở là tổ chức rước kiệu Đức Mẹ mân côi vào chiều thứ bảy trước lễ mân côi, rước và lần chuỗi mân côi quanh nhà thờ. Và vào ngày chiều tối thứ bảy ngày 12 tháng 10 là cha sở đã tổ chức đọc kinh mân côi đại Đức Mẹ, và sau đó làm thánh lễ, đã cử hành thánh lễ vào lúc 19:30 tối thứ bảy để cho tất cả mọi người cùng nhớ về Đức Mẹ Fatima cách đây hơn 100 năm vào chiều tối 12 tháng 10. Ngoài ra ở các giáo khu, thí dụ giáo khu 2 thì là có cái thông lệ là sẽ lần chuỗi mân côi mỗi một ngày mỗi nhà. Gia trưởng nhà thầy chúng tòa thì cứ thống nhất với nhau là chiều thứ tư, tối thứ tư sẽ đi đọc kinh tại một gia đình, lần chuỗi mân côi tại một gia đình, kinh tại gia đình để cầu xin với Đức Mẹ ban phúc cho gia trưởng và cho cái gia đình cá nhân đó. Ngoài ra còn các hoạt động đọc kinh khác, các cái tổ lòng thương xót Chúa,
vân vân thì được diễn ra rất là đều đặn trong tháng mừng côi này. Dạ. Còn trình tóm tắt thì có ý như vậy, cha là dạ, kính thưa Đức Cha, thì việc lần chuỗi mừng côi ích lợi của nó thì quá rõ ràng, nhưng việc lần chuỗi mừng côi sống thì chúng con kính xin Đức Cha hướng dẫn cho chúng con và mọi người biết về cái mục đích và cái ý nghĩa của chuỗi mừng côi sống trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Thực sự thì việc lần chuỗi mừng côi sống đó nó không đơn giản chỉ là chia sẻ, chia mỗi người đọc một chục kinh mừng côi và suy gẫm một màu nhiệm của mùa vui hoặc mùa sáng, mùa thương, mùa mừng để làm ít cho nó khỏe mà lại có thể hưởng giờ những ân phúc của cả chuỗi 50 hoặc là chuỗi 200. Nhưng đây là một cách sống tinh thần hiệp thông, cách sống động và tích cực, nghĩa là cùng liên kết với nhau trong cái tâm tình cầu nguyện và cùng bày tỏ sự quan tâm chia sẻ với nhau trong đời sống. Như cái tràng chuỗi mừng côi nó được kết thành từ những chục kinh, cũng vậy mỗi người tham gia cũng nối kết với nhau trong tình hiệp thông, người này liên kết với người khác trong cái sự hiểu biết chia sẻ với nhau, và có một cái sự chỉ đỏ xuyên suốt. Mỗi người tham gia chuỗi mừng côi sống thì luôn được mời gọi sống hiệp thông với nhau, đón nhận tha nhân, cụ thể là đón nhận những người cùng tham gia vào cái chuỗi trong đời sống của mình, và rồi họ cũng mời gọi nhóm đón nhận nhiều người khác nữa trong lời cầu nguyện để làm sinh động lên hơn cái chiều kích hiệp thông trong đời sống Kitô hữu. Sự hiệp thông trong cái chuỗi mừng côi sống như thế có thể góp phần phá vỡ đi cái lối sống ích kỷ trong đời sống thiêng liêng, bởi vì thực tế và lại không thiếu những người nghĩ rằng một mình có thể đọc trọn vẹn cái chuỗi mừng côi và hưởng trọn ơn ích. Hơn nữa, không chắc là những người mà cùng tham dự chuỗi của mình á, thì giữ được cái cam kết, lỡ núi nếu cái chuỗi bị đứt do ai đó không có đọc kinh thì làm sao họ được hưởng ơn ích, và suy nghĩ này đã cản trở họ tham gia chuỗi mừng côi sống. Những cái người tham gia chuỗi mừng côi sống thì không có tìm ích lợi thiêng liêng cho riêng mình không, nhưng họ luôn biết quan tâm đến lợi ích của tha nhân và coi tha nhân như là những chi thể khác trong nhiệm thể Chúa Kitô mà mình có liên hệ. Rồi một điều quan trọng nữa là chuỗi mừng côi sống còn giúp đào luyện những nhà truyền giáo đích thực, những con người có khả năng sử dụng tốt cái năng lực Chúa ban để nên gần gũi, nên hiểu biết và yêu mến tha nhân. Thật vậy, cái người tham gia chuỗi mừng côi sống thì được mời gọi quan tâm đến thực trạng đời sống của tha nhân, biết người mà cũng biết mình và hiểu được lời mời của Chúa đối với mình. Cái năng lực quan tâm đến tình trạng của tha nhân và khiêm nhường cần đến tha nhân luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của một nhà truyền giáo đích thực, nghĩa là có khả năng sống hiệp thông. Cái tổng thư Maximum in Lut số 26 thì cho biết cái nhà truyền giáo không được bằng lòng với một cái sự hiểu biết hời hợt về cái ngôn ngữ, nhưng phải có khả năng nói cái ngôn ngữ ấy một cách lưu loát và thông thạo. Thiết nghĩ trải qua gần 200 năm kể từ khi được thành lập đến nay, thì chuỗi mừng côi sống luôn góp phần vào việc huấn luyện các nhà truyền giáo biết sử dụng thông thạo và lưu loát thứ ngôn ngữ duy nhất không thể thiếu trong cuộc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, đó là ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ bác ái truyền giáo. Cái sự thông thạo ngôn ngữ tình yêu nơi những người tham gia chuỗi mừng côi sống được thể hiện cách rõ nét nơi họ khi họ chân thành quan tâm và có sự hiểu biết về thực trạng đời sống của những người cùng tham gia chuỗi mừng côi sống với mình, để nâng đỡ nhau trong đời sống hàng ngày cũng như đời sống đức tin và dắt dìu nhau đến với Chúa. Chúng tôi tin rằng cái công trình của Chúa nơi các chuỗi mừng côi sống sẽ thắp lên một cái ngọn lửa hiệp thông nối kết tâm hồn của đời sống thật nhiều Kitô hữu, giúp đẩy lùi cái lối sống thực dụng và xa cách, nhằm kiến tạo một môi trường thấm đượm cái ngôn ngữ tình yêu chân thật và sự thánh thiện của Chúa. Đồng thời nó sẽ mang lại những hiệu quả dồi dào trong việc loan báo tin mừng. Và chính vì vậy mà trong tháng 10 năm nay, tháng mừng côi, và đặc biệt năm nay theo ý của Đức Thánh Cha Francisco phải là tháng truyền giáo ngoại thường, để kỷ niệm 100 năm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 công bố tông thư Maximum in Lut, và đồng thời cũng để chuẩn bị cho năm mục vụ mới của Giáo phận Phú Cường
tới đây với chủ đề hiệp thông loan báo tin mừng. Tôi đã cổ động việc làm chuỗi mừng cội sống trong toàn thể giáo phận với niềm tin rằng tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện với chuỗi mừng cội sống sẽ góp phần hữu hiệu hơn trong việc xây dựng giáo phận và thực thi cái sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ cho chúng con về cái ý nghĩa và mục đích của chuỗi mừng cội sống rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Từ khi chúng con tham gia vào cái chuỗi mừng cội sống ấy, tức là chúng con tham gia vào cái sự hiệp thông. Thứ nhất là hiệp thông với Chúa, với Đức Mẹ và với nhau, cũng như Đức Mẹ đã hiệp thông với Chúa. Và nhờ cái tình hiệp thông ấy mà chúng con loan báo tin mừng bằng cái ngôn ngữ của tình yêu. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành, linh đạo và áp dụng chuỗi mừng cội sống. Ước mong sao công trình của Chúa nơi các chuỗi mừng cội sống ngày luôn thắp lên một ngọn lửa hiệp thông, nối kết tâm hồn và đời sống của thật nhiều Kitô hữu, giúp đẩy lùi lối sống thực dụng và xa cách, nhằm kiến tạo một môi trường thấm đượm ngôn ngữ tình yêu thương chân thật và sự thánh thiện của Chúa. Nguyện xin mẹ Maria chúc lành và bảo trợ cho những cố gắng mọn hèn của chúng con. Kính thưa quý vị, buổi trò chuyện về chuỗi mừng cội và chuỗi mừng cội sống của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.